Hello các bác, hôm nay em giới thiệu các bác một cái mẫu Fortuner máy dọc, một thương hiệu đến từ Toyota, thế hệ mới 2019 các chị nhé. Đây là bản máy dầu một cầu số tự động và chúng ta hãy xem cái xe Fortuner thế hệ mới và đặc biệt chiếc xe qua sử dụng thì chất lượng nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên thế hệ mới các anh chị có thể thấy cái phần đèn. Fortuner đã lắng nghe người tiêu dùng và thay đổi lột xác thì tôi đánh giá là cái thế hệ này nó rất là đẹp. Con này là ô đô chuẩn 5.4, lốp theo xe cả dàn và dự phòng là chưa hạ các anh chị nhé. Xe bao test chính hãng toàn quốc và tìm ra một nỗi nhỏ là khúc IO tặng các anh chị xe. Nói luôn như thế để các anh chị nắm được cái chất lượng của xe. Đó, không một nỗi nhỏ, bao tất cả các loại bao. Các anh nhé. Về chất lượng con này thì tôi khẳng định là trên thị trường là ít có đối thủ. Đấy, ít có đối thủ. Đây các bác cần nhìn cái đường liền ra. Hít. Những cái đường mép. Đấy. Cái này thì tôi đã phân tích rất nhiều rồi nhưng mà tôi cũng xin phép nói qua thôi. Đây và lốp dự phòng chưa hạ, tôi quay chi tiết này. Lốp dự phòng chưa hạ này. Đấy, được chưa? Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm đằng sau có này, có cầm lùi này. Đấy, Fortuner thì về công nghệ thì nó hơi nghèo làn các anh chị nhé. Và mọi thứ thì khác, xác định là một chiếc xe vừa hết rốt ta thì nó còn như mới. Thì cái này đây, này, còn đầy đủ nhá. Sáng này. Cửa gió điều hòa thứ ba này, trần bọc ni lông này. Đấy, tất cả vị trí thì nó không một tì vết xước dù là nhỏ nhất để nói giá trị chất lượng của chiếc xe. Với các hàng ghế thứ ba thì tôi cũng đưa lên rồi. Thì nó có một cái khoang hành lý sẽ chật hơn. Đúng không ạ? Và độ mới của chiếc xe thì các bác có thể tự đánh giá. Còn cá nhân tôi thì tôi công bố là xe vừa chạy hết số 3. Đa. Odo chuẩn 5.4. Được chưa ạ? Đấy, chuẩn 5.4 và xe nguyên zin nguyên bản 100% riêng chiếc xe này. Đấy. Và các bác có thể đi vào bên cạnh này thì đây là lốp theo xe cả dàn mà còn dày như mới. Đây các bác nhìn xe lốp này, đu con tay mãi vào này, là rằng thế hệ mới thì khá là đẹp rồi. Đấy, phanh rất là đẹp và cứng cáp, đúc liền khối vào đây. Các bác nhìn giúp em nhé. Đấy, toàn bộ lốp là theo xe. Đây, tuần thứ 20 2019 các anh chị nhé, 2019 lốp theo xe mà còn mới như này thì các anh chị nói luôn là nói chất lượng chiếc xe. Và nội thất này thì nó vừa màu nâu và kết hợp màu đen. Đấy, Fortuner thế hệ mới đây cũng rất là cao cấp rồi, đúng không ạ? Đấy, con này còn óng ánh như xe mới luôn. Đấy, vừa hết rốt đa bắt đầu máy bắt đầu mới ngọt, chạy bây giờ bắt đầu mới sướng này các bác ạ. Đấy, người thật việc thật thì tôi cứ quay, không có một vết xước nào. Đấy, không vết xước nào đây. Và chủ nhân đi thì các bác thấy rằng không có chạy sàn mà đầy Fortuner còn nguyên bản. Nguyên bản của nó nhé. Đấy, người ta đi tất cả là nguyên bản thì các bác thấy rằng đương nhiên là những chủ nhân phải thế nào mới đi được như vậy. Chứ thường những cái xe mà các bác chạy bộ mã thì đương nhiên là về cứ phải lót sàn nọ, lót sàn kia để chống bẩn. Ghế căng như mới luôn. Đấy, căng như mới và độ rộng rãi thì cũng không có gì phải bàn về Fortuner. Đúng không ạ? Và đây, trần đây các bác này. Đấy, đèn trần, cửa gió điều hòa thì họ làm toàn bộ là trên nóc. Đó, trên nóc. Và ở đây thì có cái cổng sạc 12V cho đằng sau. Đó, còn cửa gió thì hoàn toàn người ta treo bên trên. Đó, đây này. Đấy, mọi vấn đề chất, về chất thì không có gì phải bàn cãi. Riêng con này. Và tiếp theo, cánh cửa lái. Đấy. Cái này thì gương kính chỉnh điện thì đương nhiên rồi. Đấy, keo chỉ thì các cứ yên tâm một câu, một từ là mất một mini keo chỉ tôi tặng các bác xe. Được chưa? Ốc ác rồi. Cái sơn zin gần như 100%. Được chưa? Ghế này thì chỉnh điện này. Đây, cái lót để chân này cũng là theo xe này. Đấy, không làm một cái gì về độ sạch sẽ. Ghế lái. Đây các bác này. Đó. Tôi quay kỹ được các bác ở xa nhá, không mất thời gian nhá, không có gì kiện cáo đâu. Đấy, khi mua xe thì kiểm tra chuẩn 100% như thế này là được. Đấy, thì thế hệ này nó có cân bằng điện tử rồi. Cái này cảm biến cảnh báo va chạm, còn này là đèn gầm này. Mở xăng, mở cốp ở dưới này. À, mở cốp đầu nhá. Và từ những con ốc đây thì các bác nhìn này. Đấy, chuẩn men nhá. 100% luôn. Và vô lăng của thế hệ mới thì tôi thấy là cũng đẹp rồi, cao cấp rồi. Chứ ngày xưa tôi ghét Fortuner lắm, thánh lật, vòm dáng xấu. Thế hệ mới thiết kế vô lăng đẹp, ba chấu, nhưng mà ba chấu theo cái kiểu là nó men, chất men hơn, nó chắc chắn. Đây cái phím này, trên này được bọc gỗ này. Ở đây thì ra. Và cái khóe này, các bác nhìn này. Điểm 3 giờ, 9 giờ và điểm bấm còi.
nó còn gai sần như mới óng ánh luôn. Xe chạy 5.4 vạn, mặt đồng hồ phân giải cao đẹp, giữa là màn hình LCD đúng không ạ? Đấy, đây là màn hình theo xe này, đồng hồ này, đấy, điều hòa này, đấy, mọi vấn đề các bạn ạ. Cái này thế hệ này có cân bằng điện tử nhá. Đây thì được chi tiết ốp gỗ này, rất đẹp này. Đấy, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt này. Chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu, đã máy dầu rồi là eco là quá ok. Và đây là kích hoạt chế độ vận hành mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn. Đấy, kích hoạt chế độ này. Eco là tiết kiệm và chạy nó sẽ êm dịu hơn. Đó là cái nguyên lý. Đấy, các bác nhé. Không một tỷ vết xước này. Không một tí vết xước nào. Cái này thì chia làm hai tầng, đây là một tầng trên này. Đấy, còn đây là tầng dưới này, thì chúng ta ấn đây. Đấy, cốp thì sâu rộng. Đấy. Và mọi thứ đây thì các bác nhìn giúp em. Đấy, bây giờ các bác mua con này rẻ được vài trăm triệu mà trong khi đó là xe là vừa chạy hết sốt đa bắt đầu mới chạy sướng. Đấy, thì phải nói là đây là một cái tiêu dùng thông minh. Đúng không ạ? Xe nguyên duy nguyên bản tuyệt đối. Thì các bác cứ yên tâm thôi. Bao test chính hãng, mang đi đâu test được. Bao test toàn quốc cho các bác. Về độ đẹp của chiếc xe thì đây. Đấy, ghế lái là chỉnh điện các bác nhé. Đó. Và tiếp theo chúng ta đi luôn khoang động cơ này. Đây la răng này. La răng thứ hai này. Đấy, quay kỹ cho các bác nhé. Đấy, được chưa? Lốp chưa đảo một lần nào. Đấy, lốp chưa đảo một lần nào các anh chị ạ. Đấy, vẫn đây chuẩn nhá, 29 này. Đấy, tuần 20 29 này. Đấy, la răng này. Đấy, cổ phanh này. Độ dày của lốp là khe. Đấy, và đèn đây thì tôi mở lắp capo rồi. Đấy, đèn này, mép đèn này chuẩn men nhá, trong veo không một tỷ vết nào. Trang bị đèn bi và cái đèn đằng trước thì cũng được thay đổi, nó như kiểu đèn đằng sau, nó kéo dài đẹp. Và đèn gầm đây với thành bạc chrome rất là to trang trí. Đấy, thì Fortuner thế hệ này tôi đã nói rồi, nó được trang trí nhiều hơn với thành bạc chrome. Về cái độ đẹp mà chân ốc cabo zin tuyệt đối, đây từ con ốc này còn như mới này. Đấy, tổng phanh này, cục ABS này. Đây, cho các bác xem về cái độ mới của chiếc xe đó. Và đây tất cả chi tiết này, nguyên vạch sơn này. Đấy, nó mới như thế này. Đây các bác này, từ trong sâu này. Đấy, các bác đánh giá giúp em nhá. Em là người đam mê nên em quay xe khá là kỹ, các bác đừng cáu. Bác nào mà xem cho vui thì cáu đấy, bóng phúc nói nhiều. Nhưng các bác mua xe thì cần quan tâm thế này này. Đấy, từng chi tiết ngóc ngách nhỏ nhất này. Rằng này, nỗ tròn ve này, nỗ này mà bẹp méo thì là xe va chạm, các bác lưu ý nhá. Đấy, rằng là và những cái nhựa này, chốt này chưa bao giờ tháo mở nhá. Đó, được chưa? Đèn này. Đó, các bác thấy chưa? Chuẩn men nhá. Đó, đèn bi. Được chưa? Và đây, máy đây. Các bác thẩm giúp em đi. Nó mới tinh như trong hãng luôn. Đó, các bác thẩm giúp nhá. Được chưa? Chuẩn chưa? Tất cả chi tiết từ trong sâu kia, từ cái tấm thảm chống ồn này, còn như mới này, những con ốc này, những con ốc này, ô tôn này, được chưa? Ốc lắp trên cabo này. Đấy, còn cái chỗ nào muốn quay thì quay lốt này, từ trong sâu kia các bác nhìn này. Đấy, chuẩn chưa? Đấy, máy như thế. Và các bác lát xuống xuống phần gầm thì cái gầm này tôi quay rất là vất vả. Thực sự là cái cầu, cái xe nó to quá mà cái cầu nó cũng lưng lên hết tầm, nó rất vất vả. Đấy, vào đây xem phần đầu của Fortuner. Rất là đẹp đúng không ạ? Khẳng định rất đẹp luôn. Ở phần đầu từ những thanh mạ chrome này, rất nhiều thanh mạ chrome này. Không một tỷ vết nào các bác nhé. À, không một tỷ vết nào. Đó, các bác ngắm giúp em nhé. Đấy, các bác ở xa miền Nam thường em chuyển xe cho nên là các bác em quay rất là kỹ. Quay rất là kỹ nhá. Không đến lúc kiện em thì nó mệt lắm. Đây là răng này, nốt này. 29 hết nhá. Về độ mới nhá. Được chưa? Rồi các bác này. Cục phanh này. Đấy.
lốp này toàn 20-29 này, được chưa ạ? Tiếp nha. Đấy, cái đèn sinh nhan báo rẽ trên gương, nhưng cái gương này tôi thấy cũng đẹp này. Đấy, đẹp nhá, đèn nét rồi. Chốc tôi bật lên, kẹo tôi bật lên. Cái này vè che mưa chủ nhân dán rồi, dán rồi. Và quay tiếp này, ghế này. Đó, các bác thấy chưa? Thế này đã kỹ chưa? Đầu nhựa này, không một tì vết này. Cửa gió điều hòa thiết kế đẹp. Đấy, cái này lên một cái màn hình với một bộ cam 360 nữa thì hết bài luôn các bác ạ. Option đủ dùng thôi. Đấy, nhiều option quá, đồ điện nhiều thì nó nhanh hỏng. Nên tại sao Toyota có tiêu chí là vừa dùng, đủ dùng thôi, nó bền. Nếu các bác nào muốn quan tâm đến sự bền này, chạy chắc chắn. Đấy, treo chung gầm bè chắc êm thì chạy Fortuner. Tiết kiệm nữa chạy con máy dầu này. Máy dầu thì cái lực kéo bao giờ nó cũng lớn hơn máy xăng. Khi các bác mới khởi động thì nó ì hơn máy xăng. Đấy. Nhưng khi các bác vận hành, một là có tốc độ rồi, hai là neo dốc thì máy xăng lại không có tuổi với máy dầu, vì cái lực kéo của máy dầu nó lớn. Nên cái mã lực của máy dầu bao giờ nó cũng lớn hơn máy xăng vài chục mã lực. Các bác nhé. Đó, được chưa? Từng đường kim mũi chỉ này. Đấy, về độ đẹp này. Yêu chưa? À, chọn men từng chi tiết nhỏ nhất các anh chị nhé. Đó. Và vừa đẹp, đúng không ạ? Và la răng cuối cùng quay cho các bác nhé. Quá đẹp. Và quá đẹp. Và lốp đầu đết lốp nha. Đó, các bác thấy chưa? Thế này đã chuẩn chưa? Và bây giờ thì các bác ngắm nhìn toàn cảnh Fortuner không một tỷ vết 2019 siêu đẹp, siêu mới tại xe Đam Mê. Đấy, mua xe qua sử dụng thì các bác có hai cái nhóm lợi ích và hai cái nhóm thiệt hại. Đầu tiên, nhóm lợi ích là khi mua một chiếc xe qua sử dụng mà một chiếc xe chất, nguồn gốc tốt, vùng miền tốt thì đó là lợi. Nhưng nếu ham rẻ mua một chiếc xe không chuẩn, đâm xô tai nạn, thủy tích gặp nước, máy bổ máy ra, xe chạy nhiều lát thì đó là thiệt hại, đúng không ạ? Thì đó chỉ có hai cái quy luật cổ xe mà thôi. Nên chúng ta mua xe cũ đừng tiếc tiền, đắt một tiếng được, nhưng phải mua xe đẹp. Đấy. Mua xe đẹp về đi không phải sửa chữa, không bảo dưỡng, chạy như xe mới nó sướng. Lúc bán lại giao dịch đổi xe vẫn giữ được giá, được chưa? Vâng, chuẩn không các bác? Vâng, thank you các bác. Nếu sếp thấy em làm chuẩn thì các bác thả tim, thả like và đăng ký kênh. Vâng, cho em những lời bình luận thật nhân văn một chút nhá. Đấy. Em chỉ là người làm nghề mang cái niềm đam mê đến cho các bác thôi. Đấy. Có cái gì không phải thì các bác cứ lượng thứ bỏ trong trước bỏ qua thôi. Đấy. Chứ người làm nghề như bọn em cũng áp lực lắm. Vâng, áp lực lắm. Đấy. Chặn nằm dâu chăm họ mà các bác. Nên cũng chỉ mong được những cái lời nói nó thiện lành, may mắn, những lời động viên chân thành. Thế là vui rồi các bác ạ. Đó, con này 2019, số tự động, máy dầu một cầu. Đấy, còn cái giá thì sẽ rất là tốt. Khi các anh chị nào thiện chí thì các anh chị cũng không tiếc một cuộc điện thoại, đúng không ạ? Vâng, thank you các bác. Và xe Đam Mê đây là cơ sở 2 thì còn rất nhiều xe nhé. Range Rover Mac hoặc là GLC em có một đôi 300 và 250 cam Mỹ. Đấy. Rồi rất nhiều xe, nói chung là rất nhiều. Bên bãi kia thì em còn trăm xe nữa. Đấy. Bên này em làm chủ yếu là xe chất lượng thôi. Nên thank you tất cả anh chị luôn luôn theo dõi và ủng hộ xe Đam Mê. Vậy thì bây giờ bác nào quan tâm thì nhớ đến 175 đường An Định, thành phố Hải Dương và dành một chút ít thời gian đi xuống phần gầm của chiếc xe. Thank you tất cả các anh chị. Hello các bác, đây này, rất thấp, gần như bò và gầm nhưng vẫn phải quay cho các bác nhé. Đấy, các anh chị này, từ cái nhựa này, đấy, cao su đầu nhé, đây cao su này. Về con này nó độ chuẩn nó như vậy, không quẹt một tí nào nhé. Đấy, phần gầm, phần mạm bám đất cát thì đây,
Nhưng mà đây các bác yên tâm tuyệt đối nhé. Đấy, lốp theo xe dày ui này, càng ngang này chuẩn nhá. Đấy, cố gắng quay cho bác từng con ốc này, từ cái tem này, ốc này nguyên vạch sơn nhá. Đấy, vẫn phải quay gầm này, gầm Fortuner to quá mới này. Đấy, ngồi xuống quay cho bác máy này. Đấy, gầm bám một cái như mới tinh như này, hiếp chưa. Đấy, như cua lộp mới này. Đấy, các bác thấy chưa? À, không biết chạm này nhá. Đấy, tuyệt vời chưa rằng này. Rồi, quay cho bác nhá. Đấy, đây là sassy này, to đùng, mới tinh. Tất cả thử con ốc. Đấy, nói chung là mới tinh các bác. Đấy, nhưng vẫn được quay cho các bác. Cầu sau này, càng A này, càng này. Đấy, cố gắng quay gầm để cho các bác nhá. Lốp dự phòng thì chưa hạ nhá. Theo đây chưa hạ, mới tinh. Đấy, đây nè. Quan trọng nhất cái đầu sassy nè. Cái ô tô này có va chạm bên cạnh hay không, có bẹp méo hay không nè. Đến vòng đầu sassy nè. Những ô tô nè. Đấy, chuẩn nhá, không bẹp méo. Không có một tí va chạm nào. Ô tô cạnh này. Đấy, đây. Đầu sassy nè. À, đây đầu sassy đây, quay cho các bác xem này. Những ô tôn sau này chật chội quá mà như cố quay thôi. À, đây để các bác yên tâm nhé. Lốp dự phòng thì chưa hạ. Đấy, treo dưới đây, cổ phanh này, hệ thống treo này. Đấy, tem này chuẩn men thử con ốc nhá. Đấy, thôi quay như thế khả năng quá đủ rồi đúng không ạ? Vâng, cô lốp à. Đấy, tất cả mọi thứ còn mới tinh. Vâng, chất quá các bạn. Này, gần như bo xuống gầm, gầm rất thấp này. Đây. Đấy, cầu con này nó to, lần cầu lên nó như thế. Nên vứt về quay cho các bác để các bác yên tâm. Thank you các bác rất nhiều nhá. Cứ làm chuẩn. Vâng, chuẩn men quá đẹp đúng không ạ?